Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật. Hán dịch thi hộ, phi âm và lược dịch, nguyên tánh và nguyên hiển. Phi dịch Minh Tấn. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật. Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng. Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lư Khanh, Truyền Pháp Đại Sư Thần Thí Hộ Phụng Chiếu Dịch. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở thành Vương Xá trong núi Thứ Phong, cùng với chúng đại tỳ khưu 1.250 vị đều đắc A La Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, thông đạt trí tuệ như đại Long Vương, với các kết xử trừ bỏ gánh nặng, việc làm đã xong, đã đạt được lợi, tâm được tự tại. Bấy giờ Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề: nếu có thì nam tử thì nữ nhân và các thành viên chuyên giác ưa muốn tu học Bồ Đề vô thượng, thì các ông ở kinh Bát Nhã Ba La Mật này nghe, nhận, đọc, tụng, phân biệt, giảng nói sớm được chánh giác, tu Bồ Đề, kinh Bát Nhã Ba La Mật này, đầy đủ phương tiện, thông đạt tất cả. Tạng pháp sâu xa của chư Phật Bồ Tát nên học như thế, tu hành như thế. Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát ở kinh Bát Nhã Ba La Mật này tùy hỷ lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nên học như thế, tu hành như thế. Vì sao? Vì kinh này rộng thuyết tạng pháp sâu xa vô thượng chánh đẳng chánh giác của tất cả chư Phật Bồ Tát. Tu Bồ Đề, hơn nữa kinh Bát Nhã Ba La Mật này có pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp Bồ Tát, pháp Bồ Đề Phần và tất cả pháp Bát Nhã Ba La Mật của tất cả chư Phật tập hợp bao hàm bình đẳng như một. Bây giờ Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là có pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp Bồ Tát, pháp Bồ Đề Phần và tất cả pháp Bát Nhã Ba La Mật của tất cả chư Phật tập hợp bao hàm bình đẳng như một? Phật bảo Tu Bồ Đề: có bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật, không trong không ngoài, không trong ngoài, không lớn không thắng nghĩa, không hữu vi không vô vi, không không biến dị, không vô tướng không tự tướng, không hữu tế không vô tế, không tính không bản tính, không vô tính không tự tính, không vô tự tính, không tất cả pháp, bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn tầng túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tam thánh đạo, bốn thánh đế, bốn vô sắc, tám giải thoát, chín phần pháp, cửa giải thoát không, cửa giải thoát vô tướng, cửa giải thoát vô nguyện, cửa tất cả tam ma địa tổng trì, bốn trí, năm thông, mười lực của tất cả Như Lai, bốn vô sở ý, đại từ, đại bi, 18 pháp bất cộng, quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a la hàm, quả a la hán, quả duyên giác, nhất đạo, nhất thiết đạo trí của Bồ Tát. Tất cả pháp lành, tất cả Bát Nhã Ba La Mật như thế, thể đều tập hợp bình đẳng bao hàm, như một không khác. Bây giờ Tu Bồ Đề nghe lời Phật nói: bạch Thế Tôn, nay kinh điển này tập hợp bao hàm tất cả pháp lành, tất cả Bát Nhã Ba La Mật đa, bình đẳng như một, rất sâu, vi diệu, ý thú sâu xa, khó hiểu, khó biết. Phật dạy Tu Bồ Đề: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói. Tu Bồ Đề: nếu không trộn căn lành, làm bạn cái ác, căn chậm chạp, biến nhát, không trí, ngu si, ít hiểu, ít nghe, mới học biết cạn và thích tiểu thưa, trí tuệ yếu kém, hẹp hòi, thì đối với Bát Nhã Ba La Mật này, khó hiểu, khó nhập, nên không tin nhận. Các ông nên biết, lại nữa Tu Bồ Đề, nếu có người, tiện nam tử thì nữ nhân, đối với Bát Nhã Ba La Mật này, tùy nghe nhận, đọc tụng, dễ nói, thì cũng như giữ gìn chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại, không lâu sẽ chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói kinh này xong, tôn giả Tu Bồ Đề và các Bồ Tát, Trường Hưng Atula vân vân, nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận làm theo. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật.